Chào mừng các em quay trở lại với tiết học tiếng của chúng ta. Hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho các em một tiết về bài phần tiếng Việt. Thì như chúng ta biết, trong cuộc sống chúng ta thường giao tiếp với nhau, nhưng mà cuộc giao tiếp của chúng ta nếu muốn đạt hiệu quả hoặc là không làm mất lòng người trong cuộc giao tiếp thì chúng ta phải tôn trọng những nguyên tắc nào. Thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em đến với bài học, đó là các phương châm hội thoại. Vậy thì trong cuộc hội thoại chúng ta cần tôn trọng những cái phương châm nào? Đầu tiên đó là phương châm lời lượng. Các em sẽ đọc lại đối thoại ở trong cái phần sách giáo khoa trang số 8. Giữa hai bạn, bạn An và bạn Ba. Bạn An hỏi bạn Ba về việc đó là biết bơi không và học bơi ở đâu. Thì đáp lại câu trả lời của câu hỏi của bạn An, bạn Ba đã trả lời là dĩ nhiên là ở dưới nước chứ còn ở đâu. Như vậy thì câu trả lời của bạn Ba trong trường hợp này nếu xét ra thì chúng ta sẽ thấy là không sai, nhưng nó lại không đáp ứng được câu hỏi của bạn An, cho nên ở đây nó vi phạm phương châm lời lượng. Bạn An muốn biết là học bơi ở địa điểm nào, nhưng bạn Ba lại trả lời là ở dưới nước. Vì vậy nó không đáp ứng được đầy đủ nội dung mà bạn An cần biết. Vậy cô nhắc lại, trong trường hợp này câu trả lời của bạn Ba là vi phạm phương châm về lượng. Rồi, chúng ta tiếp tục tìm hiểu một dữ kiện nữa. Đó là câu chuyện cười lợn túi áo mới, chúng ta đã được học ở lớp 6. Vậy thì trong chuyện này có một người chạy đến và hỏi là bác có thấy con lợn cưới của tôi chạy ngang qua đây không? Thì người còn lại lại trả lời là từ lúc tôi mặc áo mới này tôi chẳng thấy con lợn nào chạy qua đây cả. Như vậy thì câu trả lời của người thứ hai này đã thừa ra một cái đoạn, đó là từ lúc tôi mặc cái áo mới này. Như vậy nó không có tập trung vào cái câu hỏi của người hỏi mà nó lại trả lời thừa đi, thì như vậy nó cũng là vi phạm phương châm về lượng. Vậy thì khi giao tiếp chúng ta cần nói cho có nội dung. Nội dung của lời nói phải đáp ứng đúng yêu cầu của cuộc giao tiếp, không thiếu cũng không thừa. Thì đó là phương châm hội thoại về lượng. Nghĩa là tôi nhấn mạnh lại là khi chúng ta giao tiếp chúng ta phải nói cho đúng nội dung, và nội dung đó phải đáp ứng đúng yêu cầu của cuộc giao tiếp, không nói thừa cũng không nói thiếu. Chúng ta sang một phương châm. Chúng ta sang bài tập số 1 ở trong sách giáo khoa trang số 10. Vận dụng phương châm về lượng thì chúng ta sẽ chỉ ra các cái lỗi sai ở trong câu A. Trâu là một loài gia súc nuôi ở nhà. Câu B, én là một loài chim có hai cánh. Như vậy chúng ta đặt câu này lên, chúng ta sẽ biết rằng trong câu này nó có một cái phần nội dung bị thừa. Như vậy thì thừa ở đâu? Ở trong câu A, trâu là một loài gia súc nuôi ở nhà. Gia súc có nghĩa là súc vật nuôi trong nhà, như vậy thì ở đây đã thừa cụm từ là nuôi ở nhà, là vi phạm phương châm về lượng. Câu thứ hai, én là một loài chim có hai cánh, dĩ nhiên chim nào thì cũng có hai cánh. Như vậy thì ở đây câu này thừa cụm từ đó là có hai cánh, là vi phạm phương châm về lượng. Ngoài vi phạm phương châm về lượng thì chúng ta còn thấy là tôn trọng phương châm về chất. Vậy thì phương châm về chất là như thế nào? Xét về ngữ liệu, chúng ta sẽ xem lại cái câu chuyện cười về quả bí khổng lồ ở trong sách trang số 9. Ở trong cái câu chuyện cười này chúng ta sẽ chú ý vào câu nói của hai nhân vật. Một người thì đã nói gì? Tôi trông thấy một cái nồi đồng to bằng cả cái đình làng. Còn một người thì nói gì? Từng thấy quả bí to hơn bằng cái nhà này kia. Như vậy thì giữa hai người này, những cái câu nói này chúng ta nghe chúng ta sẽ bật cười, bởi vì đó là những cái điều không đúng với thực tế. Quả bí to bằng cái nhà, cái nồi đồng to bằng cả cái đình làng, đây là những điều phi thực tế không? Vậy thì nó là nói khoác sai sự thật, và nói khoác sai sự thật này đó là nói vi phạm về chất. Vậy thì trong giao tiếp chúng ta không nên nói những điều mà mình không tin là đúng hay là không có bằng chứng xác thực. Chúng ta chỉ nói những điều chúng ta tin là đúng hoặc là nó có đúng với thực tế. Chúng ta sẽ kết hợp làm bài tập số 2 trong sách.
sách giáo khoa trang số 10. Ở đây người ta cho chúng ta những cái cụm từ và chúng ta sẽ lựa chọn những cụm từ này để điền vào trong những cái chỗ trống người ta đã cho sẵn. Nó có căn cứ chắc chắn là gì? Là nói có sách, mắt có chứng, hay nói sai sự thật một cách cố ý nhằm che giấu điều gì đó, đó là nói dối. Nói một cách phú họa không có căn cứ là nó mò. Nói nhảm nhí bu vơ là nói nhăn, nói cuội. Và câu cuối cùng, nói khoác lác làm ra vẻ tài giỏi mà nói những chuyện con đùa khoác lác cho vui là nói trạng. Vậy thì khi cô đưa cái đáp án ở đây thì trước khi cô đưa đáp án các em tự mình làm những cái cụm từ này điền vào chỗ thích hợp để xem so với đáp án của cô xem là chúng ta làm đã đúng hay chưa. Những từ ngữ này đều là chỉ cách nói liên quan đến phương châm về chất, nghĩa là nói những cái điều chưa có đúng với thực tế hoặc là những điều mà chúng ta không tin đó là sự thật. Bài tập số 3. Rồi có nuôi được không? Là một cái câu hỏi mà hỏi một cái người đang đứng nói chuyện với mình, là hỏi rồi có nuôi cái người đó được hay không. Như vậy thì cái câu hỏi này khi mà hỏi ra thì chúng ta sẽ bật cười bởi vì nó là một cái câu hỏi dư thừa, đúng không? Mình sẽ nghĩ ngay trong đầu là nếu không nuôi được làm sao mà đứng ở đây nói chuyện. Như vậy thì ở đây là vi phạm phương châm về lượng, đó là hỏi một câu hỏi thừa. Bài tập số 4 thì các em sẽ vận dụng để giải thích tại sao đôi khi người nói phải dùng những cách diễn đạt là như tôi được biết, tôi tin rằng, hoặc là như tôi đã trình bày đó, là tại sao khi chúng ta nói chúng ta lại lồng thêm những cái từ ngữ này vào để làm gì. Rồi bài tập số 5 thì các em sẽ giải thích nghĩa của các thành ngữ và cho biết những thành ngữ này có liên quan đến phương châm hoặc loại nào. Bài tập số 4 và bài tập số 5 các em sẽ vận dụng tự làm và sau đó các em sẽ có thể là gửi lại cho cô bằng cách là gửi mail hoặc là các em sẽ chụp ảnh cái bài làm của mình gửi lại cho cô. Chúng ta sẽ đi xem phương châm hội thoại tiếp theo, đó là phương châm quan hệ. Chúng ta theo dõi ví dụ trong sách giáo khoa. Một ví dụ, một câu thành ngữ ở trong thành ngữ Việt Nam đó là ông nói gà, bà nói vịt. Như vậy thì ông nói gà, bà nói vịt có nghĩa là sao? Một ông thì nói về con gà, một bà thì lại nói về con vịt, có nghĩa là cuộc đối thoại của hai người này nó không tương xứng về nội dung, nó không cùng về đề tài hòa nhập với nhau. Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta cố gắng là hạn chế cái việc đó là người nói thì nói một chủ đề, người nghe thì lại nói một chủ đề khác, làm cho cái cuộc hội thoại, cái cuộc đối thoại của mình nó không có đi sâu vào trong cái nội dung chúng ta cần tìm hiểu. Tương tự như vậy, khi các em làm văn bản cũng vậy, khi các em làm bài tập làm văn cũng vậy, giáo viên ra một cái đề thì các em cố gắng đọc kỹ đề, phân tích đề đó cần nói đến vấn đề gì, để khi chúng ta làm bài chúng ta sẽ tránh cái trường hợp là làm lạc đề. Ví dụ nằm lùi vào thì người kia là trả lời làm gì có hào nào, ở đây là trả lời nói lại là đồ điếc thì nó là tôi có tiếc đâu, nghĩa là người nói thì nói một người, người nghe thì lại trả lời là một nẻo, đó là vi phạm phương châm về quan hệ. Có một số trường hợp xét về câu chữ là lạc đề nhưng đặt trong ngữ cảnh thì nó lại có ý nghĩa và nó lại đúng với cái nội dung giao tiếp. Ví dụ như là khách đến nhà và nói là nóng quá thì chủ nhà lại trả lời là mất điện rồi. Giữa cái việc nóng và việc mất điện nó không liên quan với nhau, nhưng đặt trong tình huống này thì nó lại có một cái mối quan hệ với nhau. Người nghe và người nói đều ngầm hiểu ý của đối phương. Người khách nói nóng quá ý là muốn bật điện, bật quạt lên. Còn người chủ nhà trả lời mất điện rồi có nghĩa là không thể nào bật được. Nên họ không có đi vào đúng cái chủ đề nói chuyện nhưng họ vẫn ngầm hiểu ý của nhau. Về phương châm tiếp theo đó là phương châm cách thức. Chúng ta sẽ có những cái ví dụ dây cà ra dây muống, lúng cúng như ngậm hồn thị. Có nghĩa là ở đây là những câu nói diễn tả về cách nói chuyện. Dây cà ra dây muống nghĩa là hết dây này qua dây nọ, nghĩa là khi chúng ta nói chuyện chúng ta kéo dài không có điểm dừng. Hoặc là lúng cúng như ngậm hồn thị là giống như trong miệng của mình có một cái vật cản gì đó, mình nói chuyện nó không phát thành lời, nghĩa là chúng ta nói chuyện nhưng không rõ ràng rành mạch. Vậy thì khi chúng ta nói chuyện
Như vậy thì làm cho người nghe sẽ khó tiếp nhận thông tin mà chúng ta đưa ra, họ sẽ không nắm được cái nội dung trọng tâm cốt yếu của cái câu chuyện mình nói đó là gì. Vậy thì tránh cái trường hợp là chúng ta nói chuyện dài dòng thì chúng ta phải nói chuyện ngắn gọn, rõ ràng, rành mạch và tạo được mối quan hệ đối với người đối thoại. Đó là phương châm về cách thức, như là nói đâu là chúng đó, nói cho đúng, không có nói dài dòng. Rồi chúng ta xét về cái câu tôi đồng ý với những nhận định về chuyện hắn của ông ấy. Vậy thì xét câu này chúng ta có mấy cách hiểu. Bình thường nếu như chúng ta đọc câu này lên, chúng ta sẽ có hai cách hiểu. Cách hiểu thứ nhất, tôi đồng ý với những nhận định về chuyện hắn của ông ấy. Chúng ta có thể hiểu câu này đó là nhận định của ông ấy về chuyện hắn nào đó thì tôi đồng ý với những cái nhận định đó. Đó là ông ấy sẽ bổ nghĩa cho từ nhận định. Còn cách hiểu thứ hai, tôi đồng ý với những nhận định về chuyện ngắn của ông ấy, có nghĩa là những nhận định của người khác về chuyện ngắn của ông ấy. Ông ấy sẽ bổ nghĩa cho từ chuyện ngắn. Như vậy chỉ một câu nhưng chúng ta có đến hai cách hiểu. Như vậy thì câu này nó đã vi phạm phương châm về cách thức, nghĩa là nói chuyện một cách mơ hồ, nhiều cách hiểu làm cho chúng ta có thể hiểu được cách nào được. Vì cái việc mà nói mơ hồ nhiều cách hiểu này dẫn đến những cái việc cuộc là tranh cãi hay là tranh luận cãi vã trong khi nói chuyện là không tránh khỏi. Như vậy chúng ta nên rút kinh nghiệm cho bản thân của mình khi nói chuyện, chúng ta cần nói rõ ràng tránh cách nói mơ hồ khó hiểu. Phương châm lịch sự. Phương châm lịch sự này là một cái phương châm gọi là có thể là gọi cơ bản khi chúng ta giao tiếp, khi chúng ta nói chuyện với nhau, giữa học sinh với học sinh nói chuyện như thế nào, giữa thầy cô với học sinh nói chuyện như thế nào, hay là giữa những thành viên trong gia đình chúng ta nói chuyện như thế nào để thể hiện được cái sự lịch sự. Chúng ta sẽ đọc cái câu chuyện người ăn xin này để chúng ta thấy được cái thái độ, cái phương châm lịch sự nó thể hiện trong câu chuyện này nó là gì. Một người ăn xin xin một người đàn ông, người đàn ông thì lại lục cái túi này đến túi nọ không có một đồng xu, và người đàn ông này đã trả lời với người ăn xin đó là cháu không có gì cho ông cả. Nhưng người ăn xin lại cảm thấy vui và nở nụ cười cảm ơn cháu vì cháu đã cho lão rồi. Như vậy thì giữa hai người này chúng ta thấy họ không cho nhau về vật chất gì cả, nhưng họ lại cho nhau về tinh thần. Đó là một cái sự lịch sự khi giao tiếp. Người này, người đàn ông vẫn cố gắng để thể hiện cái sự giúp đỡ của mình đối với người ăn xin mặc dù không có gì cả. Còn người ăn xin đã tiếp nhận cái tấm lòng của người đàn ông này. Như vậy khi giao tiếp chúng ta cần tế nhị và tôn trọng lẫn nhau. Giữa bạn bè cũng vậy, thường khi các em nói chuyện giữa bạn bè thường chúng ta xưng hô là gì, tao mày. Nhưng mà đôi khi chúng ta cũng là chửi nhau. Như vậy thì phương châm lịch sự của chúng ta là chưa được phát huy. Vậy thì cố gắng khi chúng ta giao tiếp với bạn bè, chúng ta hạn chế cái việc xưng hô nó thiếu tế nhị lịch sự. Chúng ta sẽ làm phần luyện tập bài tập 1 trang số 23. Có nhiều câu trong kho tàng ca dao tục ngữ như chúng ta thấy. Như vậy thì những câu này khuyên chúng ta điều gì? Nói cho cùng thì những câu này đều khuyên chúng ta cái việc đó là suy nghĩ, lựa chọn ngôn ngữ khi giao tiếp và có thái độ tôn trọng lịch sự đối với người đối thoại. Ngoài những câu này, các em biết những câu nào thì chúng ta có thể tìm thêm và ghi lại như cho cô. Ví dụ thêm, chó bao quanh mới nằm, người ba năm mới nói. Nghĩa là cái việc nói của chúng ta là nó chậm. Vậy thì chúng ta phải cố gắng suy nghĩ kỹ càng để khi nói không làm mất lòng người khác, nói điều hay, điều tốt. Hay là một câu, một lời nói quen tiền cũng thấp, một lời nói vừa được cả sai. Nghĩa là nói mà được tiền, được thấp, còn nói xong bị ta đánh thì nói ha. Nghĩa là khi ta nói ta phải có cái cách nói làm sao để cho người ta dễ chịu, người ta giúp đỡ mình hoặc là người ta hài hòa mình, còn nói xong mình ta quấn cái định nói nha. Bài tập số 2, những cái phép tương từ so sánh ẩn dụ nhân hóa hán dụ điền ngữ nó quá nó giảm nó tránh thì phương pháp nào, phương pháp tương từ nào liên quan đến phương châm lịch sự thì đó là. Ví dụ như chúng ta thấy hiện nay
hình dịch bệnh Covid đã lấy đi rất là nhiều mạng người. Vậy thì chúng ta không thể nào mà nói là một ngày có bao nhiêu người chết, hay là số nhà này có người kia chết vì Covid, ngày nọ có người chết vì Covid. Nó sẽ dùng những cái từ nó giảm nó tránh đi để nhẹ nhàng hơn, ví dụ như là có người mất vì Covid hoặc là có những cái người tử vong vì bệnh Covid. Như vậy thì đó là cách nó giảm nó tránh làm cho cái sự lịch sự trong giao tiếp của chúng ta được tăng lên. Bài tập số 3 là chúng ta sẽ chọn từ ngữ thích hợp để điền vào chỗ trống. Ở đây có những cái từ ngữ và có những cái chỗ trống, các em sẽ lựa chọn những từ ngữ ở phần bên trái nói với những cái câu ở bên phải diễn giải như thế nào để cho nó phù hợp. Vậy thì nói dịu nhẹ như ke, nhưng thật ra là mỉa mai chê chắc là nói gì? Nói mát, nói trước lời mà người khác chưa kịp nói là gì? Nói hớp. Như trường hợp chúng ta ngồi học trong lớp và thầy cô nói ra, mình chưa kịp trả, các bạn khác chưa kịp trả lời, hoặc là mình ngồi với mình trả lời lên, như vậy thì gọi là nói hớp. Anh không hớp á, nói châm chọc điều không hay của người khác cố ý là nói móc, nói chen vào chuyện của người khác trên, của người trên khi không được hỏi đến là nó leo. À, nói rành mạch cặn kẽ, có trước có sau là nói ra đầu ra đũa. Vậy thì chúng ta so với cái đáp án mình làm nãy giờ có phù hợp chưa, có đúng chưa ha, thì chúng ta chỉnh sửa lại. Như vậy thì nói mát, nói hớp, nói móc, nói leo, đó là quy phạm phương châm lịch sự. Còn nói ra đầu ra đũa là phương châm cách thức. Bài tập số 4, nhân tiện đây xin hỏi là phương châm về quan hệ. Rồi cực chẳng đã tôi phải nói hoặc là xin lỗi, đó là phương châm. Phương châm về gì? Về lịch sự, nghĩa là khi mình nói thì mình xin lỗi cho tôi được nói điều này, hoặc là mình xin phép người ta trước khi mình nói, đó là cái sự lịch sự. Hoặc là đừng nói leo, đừng ngắt lời như thế, đừng nói cái giọng đó với tôi. Như là khi người nói nhắc nhở người nghe phải tôn trọng, đó là phương châm lịch sự. Nên là những cái trường hợp giống như trong lớp các em mà cô nói các em nói leo lên là đó phương châm lịch sự. Rồi tổng hợp lại, từ nãy giờ chúng ta đã tìm hiểu về năm phương châm hội thoại, trong đó phương châm về lượng, chất, quan hệ, cách thức và lịch sự. Như vậy phương châm về lượng, cô nhắc lại, khi giao tiếp chúng ta cần nói có nội dung và nội dung phải đáp ứng đúng yêu cầu của cuộc giao tiếp, không nói thừa, không nói thiếu. Về phương châm về chất thì chúng ta nên nói những điều mình tin là đúng hoặc là không có bằng chứng xác thực thì chúng ta không nói. Phương châm về quan hệ, nói đúng với đề tài giao tiếp, tránh lặp đề. Phương châm về cách thức, chú ý nói ngắn gọn, rành mạch, tránh cách nói mơ hồ, khó hiểu. Và phương châm lịch sự, cần tế nhị, tôn trọng với người khác. Như vậy sau khi học xong năm cái phương châm hội thoại này, cô hy vọng các em sẽ có ứng dụng vào trong những cuộc giao tiếp của mình hoặc là trong cái cách làm bài, bài viết của mình để cho nó có thể đạt được cái hiệu quả tốt hơn. Ở đây cô sẽ nói thêm về quan hệ giữa phương châm hội thoại và tình huống giao tiếp. Các em sẽ theo dõi cái ví dụ về việc chào hỏi. Một anh chàng ở nhà vợ tại vùng quê dặn là luôn phải chào hỏi mọi người. Thì anh ta đi ra đường, thấy người đang đốn cành trên cây cao, liền bắt người đó xuống và hỏi. Người đó hỏi là có chuyện gì thế, thì anh này trả lời là có gì đâu, bắt làm việc vất vả lắm phải không. Nghĩa là anh này đã chào hỏi, vẫn tuân theo cái quy định đó là bắt buộc và phải chào hỏi. Nhưng mà cái cách chào hỏi của anh này lại khiến cho người ta dở khóc dở cười. Nghĩa là cách chào hỏi của anh này nó không có đúng với tình hình thực tế lúc bấy giờ. Chúng ta có thể là để người đó ở trên cây ha, và chúng ta chào hỏi với lên cũng được, hoặc là sau này gặp chúng ta chào hỏi cũng không có vấn đề gì. Như vậy thì khi chúng ta vận dụng các phương châm hội thoại, chúng ta cần thể hiện nó phù hợp với đặc điểm của tình huống giao tiếp, ví dụ như là nói với ai, nói khi nào, nói ở đâu, hoặc là nói để làm gì.
trường hợp không tuân thủ theo tình huống giao tiếp, ví dụ hình ảnh và các câu chuyện chúng ta đã được học, thì trường hợp nào tuân thủ phương châm hội thoại và trường hợp nào vi phạm? Thì không tuân thủ phương châm hội thoại đó là lợn cưới áo mới và biết khổng lồ, những cái thành ngữ là ông nói gà là bà nói vịt, và tình huống tuân thủ thì đó là chuyện người ăn xin. Chúng ta xem ví dụ 2 ở sách giáo khoa. Cậu có biết chiếc máy bay đầu tiên được chế tạo vào năm nào không? Ba trả lời là khoảng đầu thế kỷ 20. Câu trả lời của ba không đáp ứng được yêu cầu của em, bởi vì em hỏi chính xác là vào năm nào thì nó không tuân thủ phương châm về lượng, nhưng nó lại tuân thủ phương châm về chất, nên nó nói chung như vậy, nghĩa là biết chính xác là vào đầu khoảng thế kỷ nhưng không biết là chính xác vào năm nào. Ví dụ 2, cái việc trường hợp là bác sĩ nói với người mắc bệnh nan y về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đó, thì phương châm hội thoại nào không được tuân thủ, đó là phương châm về chất, nhưng phương châm về lịch sự thì vẫn được chấp nhận, bởi vì ở đây nếu nói thật thì nó sẽ có nguy hại đến cái việc điều trị và tiến độ bệnh của bệnh nhân, cho nên là người bác sĩ này đã lựa chọn vi phạm phương châm về chất. Khi nói tiền bạc chỉ là tiền bạc thì phương châm về lượng không được tuân thủ, nhưng xét về nghĩa hàm ẩn thì phương châm về lượng vẫn được tuân thủ. Nghĩa hiển ngôn thì không được tuân thủ phương châm về lượng, nhưng về hàm ẩn thì phương châm về lượng vẫn được tuân thủ. Như vậy, trong trường hợp người nói muốn gây sự chú ý hoặc để người nghe hiểu sâu hơn một hàm ý nào đó thì có thể không tuân thủ một phương châm hội thoại nào đó. Đó là những trường hợp không